Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TND. Phải nói thật với anh em thì mỗi một lần được giới thiệu các dòng sản phẩm ThinkPad mới, cái cảm giác của mình nó sẽ luôn khác và luôn có một cái gì đó nó rất là vui, bởi vì bản thân mình nó thực sự cũng rất đam mê dòng máy tính ThinkPad. Và hôm nay thì rất được vinh dự mình lại mang về một dòng siêu phẩm dành cho đồ họa chuyên nghiệp, đó là chiếc ThinkPad P71. Như các bạn đã biết thì P71 thì đã có một thời gian mình đã giới thiệu với các bạn rồi, nhưng hôm nay tớ mang về một phiên bản full option. Máy được trang bị một con vi xử lý cực mạnh, đó là chip Xeon 1535V6, mà đây là chip E3 các bạn nhé. Xung nhịp của nó là 2.9 và turbo lên tận 4.2. Chiếc máy của mình có chạy RAM EEC và có thể nhận tối đa 64GB RAM. EEC thì các bạn biết rồi, nó là một cái RAM tự động sửa lỗi chống tràn mà dành cho các lập trình viên, nói chung là những cái công việc phức tạp. Và chưa hết, chiếc máy của mình còn mang về một dòng card cực khủng, đó là Quadro dòng P4000 với dung lượng 8GB RAM và có thể mở rộng qua bộ nhớ VRAM lên tận 16GB. Như các bạn đã biết thì dòng P Quadro thì nó được hỗ trợ cái nhân CUDA của nó cực kỳ lớn, đó là 1792 CUDA. Nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho các bạn sử dụng các phần mềm mà ứng dụng kỹ xảo, ví dụ như các bạn dựng phim này, sử dụng các phần mềm mà sử dụng nhiều các ứng dụng kỹ xảo chuyển động thì chiếc nhân CUDA càng lớn nó sẽ hỗ trợ các bạn càng nhanh. Và còn chưa hết, chiếc máy còn được dùng một chuẩn màn hình tuyệt đẹp, đó là 4K 3840x2160. Và độ sáng của chiếc màn hình của mình đạt khoảng 300 nit và tỷ lệ phủ màu của nó đó là 255 pp. Mà các bạn biết tỷ lệ màu sRGB nó là bao nhiêu không? 183%. Thực sự là một chiếc máy cực kỳ khủng. Và bây giờ sẽ không để các bạn đợi lâu, mình sẽ giới thiệu chi tiết chiếc máy này, mời các bạn đón xem. Chú ý với các bạn thì phiên bản đã được ra mắt năm 2017, từ năm ngoái, nhưng giá bán của phiên bản của mình thời điểm đó ra mắt nó có tận 4.000 đô, tính ra nó khoảng gần 90 triệu. Và nay thì mình mang về nó rẻ hơn nhiều rồi. Và chiếc máy này thì các bạn biết rồi, nó sẽ xách từ thị trường Mỹ về, cái hộp của nó sẽ là như này. Năm ngoái thì nó thực sự là hơn 80 triệu, chẳng có mấy ai mà sở hữu được nó vì nó quá đắt. Nhưng bây giờ với mức giá mình đưa ra khoảng 60 triệu đồng thời điểm hiện tại, cái cấu hình mình đang giới thiệu với các bạn. Và thưa các bạn, trên bàn của mình sẽ có một chiếc sạc, đó là 230W. Chiếc sạc này thiết kế của nó cũng rất là thông minh, cầm vào thì rất là chắc chắn luôn. Và đây chúng ta sẽ có một cái cáp nguồn của nó làm cũng rất là to để đảm bảo điện vào, điện áp chúng ta sẽ ổn định. Với trọng lượng máy của nó đó là 3,5kg với một cái màn hình 17 inch. Cảm giác đầu tiên mình cầm vào các dòng sản phẩm ThinkPad đều là rất là mát và chiếc máy rất chắc chắn. Với một cái lớp sơn đen huyền bí, các bạn chú ý trên cam thì chắc có lẽ không nhìn thấy cái ống ánh của nó đây. Nhưng ThinkPad thì luôn có một cái màu đen là phủ một cái lớp cao su cực kỳ đặc biệt bên trên, vừa là chống bám vân tay và nhìn cái vẻ máy nó rất là sang trọng và quý tộc. Nó sẽ có một cái logo ThinkPad ở đây. Đấy, khi bật máy thì cái logo đỏ nó sẽ tự động sáng như này. Với hai cái bản lề của nó cực kỳ chắc chắn. Chiếc máy đạt tiêu chuẩn quân sự STD810G, đây là tiêu chuẩn siêu về độ bền cho những chiếc laptop hiện nay. Đằng sau máy sẽ có hai hốc tản nhiệt rất lớn như này, cổng sạc của máy sẽ là ở đây và thêm một cổng LAN. Đây là HDMI và hai cổng Thunderbolt kép như này. Thunderbolt hiện nay thì chúng ta ngoài kết nối ra màn hình 5K, chúng ta có thể cắm kết nối ra eGPU cũng như các thiết bị mở rộng ngoại vi qua Thunderbolt như bây giờ, rất tiện dụng luôn. Và bên này thì chúng ta sẽ có một cái hốc tản nhiệt cũng cực kỳ lớn và một cổng USB. Và vẫn còn một cái đầu đọc DVD, nhưng ở đây chắc để giả thôi vì nó không có nút bấm. Đằng trước máy thì là gồm là một cái mặt phẳng và chúng ta sẽ không có một cái hốc hay đèn tín hiệu bất cứ gì đằng trước của chiếc máy. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cổng phone và mic tích hợp trên cổng 3.5. Ở đây sẽ có đo và bên dưới là đầu thẻ SD. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng mini DisplayPort để hỗ trợ ra màn hình 8K ra bên ngoài. Và ở đây chúng ta sẽ có một cổng USB và thêm một cái hốc tản nhiệt. Tính ra chiếc máy này sẽ có 4 hốc gió để dẫn nhiệt khí nóng ra bên ngoài, tản nhiệt cho GPU và servo bên trong của chiếc máy. Các bạn có thể nhìn thấy bên dưới của nó thì cũng thiết kế rất là hoành tráng. Ở đây chúng ta sẽ có quả pin ở đây. Pin của nó đó là 7800+ và là lithium. Các bạn có thể nhìn rõ này. Với dung lượng của nó là 6,4 Ah các bạn nhé, 9,6 Wh. Quả pin này thì theo đánh giá thì mình đã tìm hiểu từ trước thì chiếc máy sẽ trụ được khoảng 6 giờ khi chúng ta để độ sáng màn hình khoảng 100 lít và kết nối wifi cũng như thêm một vài tác vụ về văn phòng.
Còn nếu mà để render chuyên nghiệp và làm đồ họa thì chiếc máy nó sẽ trụ được khoảng 4 giờ rồi các bạn ạ. Máy sẽ được trang bị bản Windows Pro, bản Windows bản quyền. Để tháo nâng cấp chiếc máy này ra là chúng ta sẽ tháo ở đây. Và bàn phím của chiếc máy này có tính năng chống tràn. Nếu không may có đổ một cốc nước bên trên thì cũng không làm sao cả. Đây các bạn này, đây này. Chiếc máy có thể mở rộng tối đa nâng cấp lên là 64 GB RAM. Và bên trong máy sẽ có hai khe cắm ổ cứng để chạy RAID M2. Mình cũng không tiện tháo chiếc máy này ra nhưng mình đã mở ra rồi thì thôi không giới thiệu các bạn. Và thêm một khe cắm ổ cứng 2.5 inch nữa. Tính ra chiếc máy này sẽ có hai ổ cứng PCIe. Chúng ta có thể đọc NVMe tốc độ rất khủng cho chiếc máy này. Nếu lắp ngon vào thì có thể ghi đọc tốc độ đọc của nó khoảng 4 GB một giây và tốc độ ghi khoảng 2500. Một tốc độ ổ cứng rất khủng. Và đây là một cái dock để mở rộng các thiết bị bên ngoài này, chúng ta sẽ cắm qua dock ở đây. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc ThinkPad P71 của mình. Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình rất dày. Bởi vì các dòng thiết kế của ThinkPad thì nó giống như các thương hiệu Mỹ ngày xưa, đó là sẽ tối ưu cho cái độ bền của chiếc máy. Và viền màn hình như này thì nhìn nó sẽ không sexy, nhưng khẳng định với các bạn chất lượng của những dòng máy này thì cực kỳ châu bò. Với một cái màn hình 17 inch của mình đang có đây, tấm lên 4K 17,3 inch các bạn nhé. Và đây sẽ có một cái camera ở đây này các bạn này. Và hai cái mic. Đó, với thiết kế bản lề dạng trục như này, chúng ta có thể ngửa chiếc máy này như này. Và bản lề này của nó thì sẽ tối ưu khoảng 28.000 lần gập mở theo tiêu chuẩn STD810G. Rất chắc chắn luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size ThinkPad LED màu trắng. Úi dồi ôi, phím này gõ đi. Nó thực sự các loại bàn phím của trên đời này thì không có bàn phím nào sướng bằng ThinkPad. Chúng ta sẽ có một con chuột checkpoint ở giữa như này. Đây mình sẽ cho các bạn nhìn rõ này. Và ở đây chúng ta sẽ có một con sensor điều chỉnh màu sắc để chúng ta thiết kế đồ họa theo mắt của chúng ta, theo cái ý của chúng ta, đó là con sensor này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay bảo mật cực kỳ tốt và ở đây chúng ta sẽ có phím bật nguồn. Và những cái hốc nhỏ này vừa để tản nhiệt cho máy và cũng là tản loa cho chúng ta. Các phím bấm. Này, các bạn gõ này, sướng cực kỳ sướng luôn. 6 phím bấm các bạn nhá. Và touchpad của chiếc máy này sẽ hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình đang test qua phần mềm Fullmax và đang để ở chế độ 4K mà chiếc máy vẫn kéo được 50fps. Lát nữa mình sẽ giảm xuống Full HD cho các bạn thấy. Và nhiệt độ của GPU nó sẽ ở mức 67 độ C. CPU 74 độ. Một nhiệt độ cực kỳ mát. Kết nhất phải nói cái bàn phím. Sở sướng thật. Và đây có một cái logo ThinkPad ở đây này. Tớ sẽ chỉnh thử phần mềm Fullmax xuống Full HD sẽ FPS nó tăng lên có cao hơn các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, sau khi mình điều chỉnh ở chế độ Full HD thì các bạn có thể thấy là mức FPS của nó cực kỳ khủng, 146 FPS. Trong khi đó những chiếc laptop thông thường, mình cho ví dụ đó là chiếc M2000M cho các dòng như Pro Edition 7510 hay P50 thì mức FPS của nó chỉ đạt được có 24 thôi các bạn nhé. Trong khi những chiếc chẳng hạn như card M3000M thì nó cũng chỉ đạt ở mức 40. Mà trong khi chiếc P4000 của anh em mình kéo lên tận 144. Thực sự là với cái số nhân CUDA quá khủng thì nó sẽ hỗ trợ các bạn xử lý hình ảnh đồ họa thì quá là tuyệt vời. Nhiệt độ của nó cũng không hề tăng cao hơn, nó chỉ ở mức 70 độ C, các bạn có thể nhìn thấy này. Và CPU thì hơi nóng một chút, đó là 88 độ C. Và tất cả chúng ta đều nhìn thấy GPU nó hoạt động 98% bởi Fullmax là chủ yếu nó sẽ test một cặp màn hình là nhiều. CPU thì hoạt động rất thấp, chỉ có 7% thôi. Đấy, hình ảnh chuyển động rất là mượt. Bây giờ tớ sẽ test qua một phần mềm nữa, đó là phần mềm Cbench 15 để lấy khả năng xử lý đồ họa của chiếc. Vâng thưa các bạn, đây là mình đang chấm điểm CPU qua phần mềm Cbench khả năng render của chiếc CPU mình đang có, đó là chiếc E3-1535V6 với 4 nõi 8 luồng. Ở đây chúng ta sẽ có một điểm số đó là 701 CB. CPU càng khỏe thì nó hỗ trợ chúng ta render càng nhanh các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, đây là phần mềm Heaven Benchmark chấm điểm đồ họa. Ở đây thì tớ đang thấy cái mức FPS hiển thị nó là 120. Và nhiệt độ mình test một lúc rồi thì nó ở mức 65 độ C. Đang chạy con cảm hình P4000, các bạn có thể nhìn thấy ở góc này nó hơi nhỏ một chút này. Phần mềm này sẽ chấm điểm đồ bóng này, chấm điểm chuyển động của những cái hình ảnh 3D này. Nó còn chấm điểm gaming nữa các bạn nhé. Với cái cam màn hình P4000 với dung lượng 8GB thì các bạn sẽ hỏi là có chơi được game hay không. Thưa các bạn, với dung lượng 8GB thì kể cả những tựa game đang rất hot bây giờ như là PUBG cũng như các tựa game khác, nó hoàn toàn có thể kéo được ngon lành.
Mức FPS mình kéo cho con P4000 này thì các bạn sẽ có được khoảng từ mức 60 đến 70 ở mức chơi 2 trên PUBG. Thực ra thì chẳng ai mua chiếc máy này về để chơi game bởi vì nó quá lãng phí và chiếc máy có giá thành bán rất là đắt, chủ yếu nó sẽ là những cái công việc xử lý đồ họa phức tạp liên quan đến xử lý hình ảnh thì chúng ta sẽ dùng phiên bản P71 này. Một số bạn hỏi là cái nhân CUDA là gì? Vừa nãy thì mình chưa nói hết. Nhân CUDA thì nó sẽ hỗ trợ kiểu dạng như là một cái CPU dành riêng cho cặp màn hình. Nó xử lý các thuật toán, thông tin, hình ảnh cũng như mọi sự chuyển động mà liên quan đến yếu tố đồ họa thì nhân CUDA càng lớn nó xử lý càng nhanh. Gần như nó thay kiểu dạng như bộ lão giống như kiểu CPU, nhưng mà CPU sẽ đưa ra toàn bộ hiệu lệnh xử lý cho cái máy. Còn nhân CUDA nó làm trên GPU, đó là cặp màn hình rời các bạn nhé. Và khi chúng ta render thì các phần mềm thông thường sẽ dùng render bằng CPU và chúng ta có thể render bằng cả màn hình. Thưa các bạn, ở đây điểm số chúng ta có là 123,1 FPS và cao nhất của nó thì các bạn có thể nhìn thấy là 223, một điểm số vô cùng ấn tượng trong một chiếc máy chạm. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm chiếc ThinkPad P71 thì tớ đưa ra đánh giá nhận xét như này. Nếu như các bạn không có điều kiện về kinh tế và chúng ta không sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp thì tớ khuyên các bạn không nên mua dòng máy này. Bởi vì giá bán của nó quá đắt. Như các bạn đã biết thì năm ngoái ra mới thì nó khoảng 4.000 đô. Còn bây giờ mình xách về thì giá tại thị trường Việt Nam cũng khoảng 60 triệu. Máy được trang bị một cấu hình thì nó dành cho các bạn chủ yếu đó là các bạn dùng dựng phim này, dựng kỹ xảo. Mà sử dụng các phần mềm mà nó yêu cầu xử lý đồ họa lặng lề thì chiếc máy nó hoàn toàn đáp ứng được. Máy có một thiết kế tối giản với một cái khung cực kỳ chắc chắn gồm hợp kim nhôm, vật liệu sợi carbon lẫn mazuê. Trọng lượng của máy đó là 3,5 kg. Nhưng thưa các bạn là cộng cả sạc vào thì chắc chắn chiếc máy này nó khoảng hơn 4 kg. Nhược điểm duy nhất của chiếc máy mình nhận thấy đó là với một trọng lượng khá là lặng lề và cồng kềnh thôi. Còn ưu điểm của nó thì các bạn biết rồi, với một vi xử lý cực kỳ mạnh mẽ, RAM có thể nhận 64 GB, ổ cứng có thể chạy RAID 2 cái NVMe với tốc độ cao và thêm một ổ cứng 2.5 inch để chúng ta lưu trữ. Cảm hình trong máy thì các bạn đều biết rồi, nó sử dụng con P4000 với nhân CUDA rất khủng, đó là 1792 nhân CUDA. Nó sẽ hỗ trợ các bạn xử lý những cái đồ họa phức tạp liên quan đến hình ảnh cho chiếc máy này thì nó xử lý là hoàn toàn tốt. Khi chúng ta chạy ở mức hiệu năng cao của chiếc máy này, nhiệt độ của nó chỉ hơn 60 độ C, cực kỳ mát mẻ trong một chiếc máy chạm chuyên nghiệp mà các thương hiệu máy tính khác không thể làm được như thế này. Và đặc biệt cái quạt tản nhiệt của nó hoạt động cực kỳ êm ái, nó không quá ồn so với những cái dòng máy tính khác mà làm việc chuyên nghiệp thì nó cày nó quá nặng lề. Với một cái tông màu đen truyền thống, nó thực sự là chiếc máy này mà nhìn, nếu mà những ai có những đam mê thì nhìn chiếc máy đã mê mẩn rồi, nó quá sướng các bạn nhé. Máy vừa có thể làm đồ họa, vừa có thể chơi những cái ứng dụng game các bạn thích với cạc màn hình 8GB, thật sự khủng khiếp cho một bộ nhớ cạc đồ họa, và có thể RAM cao nhất của nó là 16 GB. Chiếc máy đạt tiêu chuẩn STD810G thì các bạn biết rồi, với các tiêu chuẩn về độ bền. Và sướng nhất phải nói đó là một cái màn hình 4K với tỷ lệ phủ màu rất cao, tận 183% gamut, nó cao hơn hẳn so với những chiếc máy thông thường. Độ sáng có thể đẩy lên tận 300 và điểm ảnh của nó đạt 255 PP, rất cao cho một chiếc máy làm đồ họa chuyên nghiệp. Thời lượng pin của chiếc máy thì các bạn biết rồi, nếu như các bạn sử dụng độ sáng màn hình khoảng 100 lít và kết nối wifi thì chiếc máy có thể trụ được khoảng mức 6 đến 7 giờ. Còn nếu mà các bạn dùng để render và sử dụng các phần mềm đồ họa lặng lề, nó chỉ trụ được khoảng hơn 3 tiếng đến 4 giờ là cùng thôi các bạn nhé. Điểm cộng của chiếc máy đó là nó bố trí vẫn đầy đủ hết các cổng. Đối với dân văn phòng thì đây là một chiếc máy tuyệt vời, Thunderbolt với kết nối ra bên ngoài, có thể ra màn hình 5K, có thể cắm ra eGPU, cổng LAN vẫn còn, USB vẫn còn, và thậm chí cả mini DisplayPort để chúng ta kết nối ra màn hình 8K TV nếu các bạn muốn xem phim. Chiếc máy này hoàn toàn có thể làm được việc. Và bây giờ chương trình giới thiệu về siêu máy tính ThinkPad P71 của mình xin đây là khép lại. Có những siêu phẩm gì mình xách được về Việt Nam thì lại lên đây và đánh giá khoe mẽ với anh em. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.